Vài tuần sau thì trứng nở thành nòng nọc và chúng tiếp tục được mẹ nuôi dưỡng cho đến khi chúng thành ếch và chui ra khỏi lưng con mẹ. Với cách này thì tỷ lệ sống sót của con non rất cao, nhưng đánh đổi lại thì thời gian và công sức máu mủ bỏ ra thì rất lớn. Khi con non đã thoát ra hết khỏi cơ thể mẹ mình, chúng sẽ để lại những